cú sốc lớn đối với nga, ukraine chào cho mỹ các máy bay chiến đấu của nga bị bắn rơi để nghiên cứu. cuộc chiến ukraine đã khiến nga mất đi một số lượng đáng kể máy bay, xe tăng và xe bọc thép. tuy nhiên, cú sốc lớn nhất là tiết lộ cho rằng máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của mặt tư khoa su-35 đã bị lực lượng ukraine bắn hạ. Hiện có vẻ như nó được định sẵn để trở thành một thách thức quan trọng đối với Điện Cẩm Linh vì phần công nghệ tiên tiến nhất của nó có thể lọt vào tay Hoa Kỳ. Tờ Express đưa tin, hệ thống tấn công tầm xa bí mật của máy bay chiến đấu tinh vi nhất của Nga đang được các nhà khoa học Anh và Mỹ kiểm tra. Mặc dù máy bay đã bị phá hủy, các báo cáo khẳng định rằng hệ thống tấn công vẫn còn tốt đủ để kiểm tra kỹ lưỡng. Máy bay chiến đấu Su-35 được NATO đặt tên là Flanker đang thực hiện hoạt động chấn áp hệ thống phòng không của đối phương khi nó bị hạ gục gần Izium, cách Kharkiv khoảng 75 dặm về phía đông vào ngày 3 tháng 4, như đã được thời báo Euroasian đưa tin trước đó. Giờ đây, khi các nhà khoa học ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh điều tra tàn tích của chiếc máy bay chiến đấu xấu số này, các chuyên gia tin rằng nó có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cách phương Tây tiến hành chiến tranh không đối không với cả Nga và Trung Quốc. Và như thế, là giáng một đòn chí tử vào tổ hợp công nghiệp và quân sự của Nga. Các chuyên gia của lực lượng không quân Ukraine đã có thể thu hồi các phần quan trọng và bí mật trước đó từ đống đổ nát và thông báo cho tình báo ảnh. Các hệ thống sau đó được đưa đến phòng thí nghiệm quốc phòng, khoa học và công nghệ của chính phủ ở Portendale, Wiltshire, nơi các nhà khoa học và hai chuyên gia không quân Mỹ đã dành 10 ngày để phân tích chúng. Đánh giá sơ bộ hứa hẹn đến mức các hệ thống đã được vận chuyển đến Nevada, Hoa Kỳ để phân tích thêm. An ninh mạng Hoa Kỳ cáo buộc Nga tung tin đồn thất thiệt rằng tổng thống Ukraine mới vừa quyên sinh. Trong một nỗ lực để gây chấn động dư luận và tô vẽ thêm cho chiến tích tại Mariupol, mạng lưới dư luận viên trực tuyến của Nga đã tung ra tin giả cho rằng tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tự sát sau điều họ cho là một thất bại thê thảm tại Mariupol. Hôm thứ năm, công ty an ninh mạng Mandiant của Mỹ cho biết mạng lưới dư luận viên trực tuyến của Nga đã đưa ra các tuyên bố sai sự thật về cuộc chiến của Mạc Tư Khoa chống lại Ukraine trong vài tuần qua đã vừa đồng loạt tung ra tin giả tổng thống ukraine volodymyr zelensky tự sát sau thất bại tại Marocco. tin giả liên quan đến tổng thống zelensky chỉ là một trong số các hoạt động thông tin được mandian theo dõi từ các tác nhân trên mạng xã hội bị nghi ngờ là người nga và belarus nhằm mục đích lừa dối những người nhẹ dạ cả tin ở ukraine nga và các nơi khác ở âu châu hoặc ít nhất là làm mờ sự thật về cuộc chiến tàn khốc. Các nhà phân tích cho rằng, các chiến dịch gây ảnh hưởng nhấn mạnh cách Điện Cẩm Linh đầu tư hơn bao giờ hết cho các chiến tranh thông tin và nỗ lực định hình nhận thức về cuộc xung đột, ngay cả khi binh sĩ của họ đang phải chịu tổn thất nặng nề trên chiến trường. Trong một trường hợp khác, các đặc vụ có liên hệ với Belarus đã khẳng định sai sự thật rằng một nhóm tội phạm Ba Lan đang mổ cướp nội tạng của những người tị nạn Ukraine với sự đồng lõa của các quan chức Ba Lan. Alden Wallstrom, nhà phân tích cấp cao tại Mandian, nói với CNN, sự gia tăng của các hoạt động thông tin liên kết với Nga cả về quy mô và nhịp độ cho thấy sự chú ý của các quan chức Nga trong việc định hình môi trường thông tin. Theo các học giả, trong nhiều thập kỷ ngay từ thời Liên Xô, thông tin sai lệch và cái gọi là các biện pháp hướng dẫn dư luận tích cực là một phần quan trọng trong chiến lược và trong chính sách đối ngoại của Nga. Facebook và YouTube vào tháng 3 đã xóa bỏ một video deepfake bị thay đổi bằng kỹ thuật số, được phổ biến rộng rãi nhằm mục đích cho thấy Zelensky yêu cầu quân đội Ukraine hạ vũ khí. Zelensky thật xuất hiện trong một video ngay sau đó, nói rằng việc bảo vệ Ukraine vẫn tiếp tục. Theo phân tích của Mandian, các chiến dịch tung tin giả của Nga dường như thu được ít chú ý. Các công dân và binh sĩ Ukraine không có dấu hiệu từ bỏ cuộc kháng chiến của họ trước sự xâm lược của Nga trước tin giả cho rằng tổng thống ukraine volodymyr zelensky ra lệnh đầu hàng nga đã tung ra tin giả cho rằng zelensky đã tự sát trong bong kề quân sự ở kyiv vào tháng 3. chính phủ nga đã miêu tả sai sự thật cuộc xâm lược ukraine của họ như một chiến dịch phi quốc xã hóa mặc dù trên thực tế ông zelensky là người do thái câu chuyện tự sát giả mang một số điểm tương đồng với cách nhà độc tài Đức Quốc xã Adolf Hitler đã chết vào năm 1945 bằng cách tự sát trong bunker khi quân đội Đồng minh tiến vào Berlin. CNN đã yêu cầu bình luận từ đại sứ quán Nga tại Washington và Bộ ngoại giao Belarus về nghiên cứu của Mandian nhưng đến nay chưa có hồi đáp. Tin giả cho rằng tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tự sát sau thất bại tại Mariupol cũng là một cách để Nga đánh bóng cho chiến thắng tại Mariupol. Nhiều người có thể đồng ý với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia rằng kết cục tại Mariupol không thể coi là một chiến thắng của Nga. Quân phòng thủ Ukraine tại Mariupol đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là cầm chân hơn 20.000 binh sĩ Nga, ngăn không cho họ có thời gian tiến đánh các khu vực khác của Ukraine, và do đó kéo dài thời gian cho phép Ukraine có thể nhận được viện trợ tiếp cứu từ các quốc gia trên thế giới. Công ty an ninh mạng Mandian cũng chỉ ra rằng một tổ chức thông tin mạng ủng hộ iran đã mạo danh một nhà báo nga và đăng các dòng thuyết tuyên bố rằng tình báo israel đã hỗ trợ ukraine chống lại nga trước thềm chiến tranh rõ ràng đây là một nỗ lực nhằm gia tăng căng thẳng giữa nga và israel chính phủ israel và iran là những kẻ thù không đội trời chung chính phủ mỹ đã cố gắng phơi bày trước công chúng thực tế của cuộc chiến tại ukraine bằng nhiều cách bao gồm cả việc thiết lập tài khoản của bộ ngoại giao trên telegram là một ứng dụng nhắn tin phổ biến với người Nga. Chủ sở hữu máy bay lớn nhất thế giới bị Nga tịch thu mất 113 máy bay. AirCap Holdings, tập đoàn cho thuê máy bay khổng lồ, là chủ sở hữu nhiều máy bay phản lực nhất thế giới, đã mất 113 máy bay khi nhà cầm quyền Nga thu giữ chúng để đáp trả các lệnh trừng phạt do cuộc chiến ở Ukraine gây ra. Vụ tịch thu máy bay và 11 động cơ phản lực của nhà chức trách Nga khiến Aircap mất đi 2,7 tỷ USD trong quý vừa qua, khiến công ty báo cáo khoản lỗ ròng 2 tỷ USD thay vì khoản lãi 500 triệu USD nếu không có vụ tịch thu này. Công ty đã may mắn đưa được 22 máy bay phản lực và 3 động cơ ra khỏi Nga trước khi chúng bị chính quyền nga thu giữ aircap holdings đã đệ đơn yêu cầu các hãng bảo hiểm chi trả cho các chiếc máy bay bị mất điều đáng nói là trong số các máy bay bị tịch thu nhiều chiếc được bảo hiểm với các công ty bảo hiểm của nga các chính sách đó được hỗ trợ bởi các công ty tái bảo hiểm phương tây nhưng aircap nói rằng thời gian và số tiền nhận được liên quan đến những chiếc máy bay này vẫn không có gì chắc chắn 113 chiếc máy bay là 5% trong tổng số 2.260 chiếc máy bay của công ty. Nga giữ dân làm lá chắn, chặn hơn 1.000 xe hơi di tản đến Zaporizhia. Tại thị trấn Vasilika, quân Nga đã bắt đầu rối loạn khi có tin quân Ukraine sẽ sớm tiến đánh vị trí này. Yulia Sokoloska phát ngôn nhân tại phủ tổng thống Ukraine, cho biết hơn 1.000 xe hơi chở người Ukraine đã bị ngăn cản đi vào lãnh thổ do Ukraine nắm giữ ở Zaporizhia. Chính quyền cho biết hôm thứ Sáu rằng những chiếc xe chở đầy người đang cố gắng di tản đã mắc kẹt tại một trạm kiểm soát của Nga ở thành phố Vasiliska trong 4 ngày liên tiếp ở Vasiliska quân xâm lược đã không cho phép hơn 1.000 xe hơi đi vào lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Cô cho biết thêm rằng có phụ nữ và trẻ em trên xe, và hầu hết trong số họ không còn tiền mua thức ăn và nước uống. Một số xe hơi đã tìm cách vượt qua thành phố Zaporizhia ở đông nam Ukraine hôm thứ Năm. Một đoạn video do Trung tâm Truyền thông Chiến lược và An ninh Thông tin của Chính phủ Ukraine đăng lên Telegram cho thấy một hàng dài ô tô bên đường bộ ngoại giao hoa kỳ công bố chương trình mới nhằm cung cấp bằng chứng về tội ác chiến tranh do nga gây ra phát ngôn nhân bộ ngoại giao hoa kỳ ned price nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng hoa kỳ đã khởi động một chương trình mới nhằm thu thập phân tích và cung cấp bằng chứng phổ biến rộng rãi về tội ác chiến tranh do nga gây ra và các hành động tàn bạo khác ở ukraine Chương trình được gọi là Đài quan sát xung đột, bao gồm tài liệu, những chứng từ và việc phổ biến những nguồn mở liên quan đến các hành động của lực lượng Nga trong cuộc chiến tàn khốc của Putin gây ra. Đài quan sát xung đột sẽ phân tích và lưu giữ thông tin, bao gồm cả các hình ảnh vệ tinh và thông tin được chia sẻ qua phương tiện truyền thông xã hội, phù hợp với các tiêu chuẩn luật pháp quốc tế để sử dụng trong các cơ chế liên quan đến trách nhiệm giải trình đang diễn ra và trong tương lai. Điều này bao gồm việc duy trì các thủ tục nghiêm ngặt cho các quy trình pháp lý dân sự và hình sự trong tương lai theo các khu vực pháp lý thích hợp. Thông tin sẽ được chia sẻ công khai thông qua một nền tảng trực tuyến, tuyên bố cho biết thêm. Bộ Ngoại giao cho biết chương trình là sự hợp tác với ESRI, một công ty hệ thống thông tin địa lý hàng đầu, phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân đạo của Đại học Yale, sáng kiến văn hóa Smithsonian và Planescape, Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã đóng góp hình ảnh vệ tinh cho những nỗ lực này. Bộ Ngoại giao cho biết họ mong đợi các tổ chức đối tác quốc tế tham gia chương trình. Các báo cáo sẽ có tại trang web conflictobservatory. org. Áo sơ mi truyền thống của Ukraine trở thành trung tâm của ngày Vyshivanka áo sơ mi truyền thống của Ukraine trở thành trung tâm của ngày Vesivanka cùng với thông điệp về tình đoàn kết với Ukraine. Áo sơ mi thêu trắng truyền thống của Ukraine được gọi là Vesivanka là biểu tượng của tình đoàn kết với Ukraine và văn hóa Ukraine, đã rất được ưa chuộng kể từ khi Nga xâm lược đất nước vào ngày 24 tháng 2. Vào ngày Vesivanka năm nay, chiếc áo sơ mi truyền thống của Ukraine một lần nữa lại trở thành tâm điểm trên mạng và tại các thành phố trên thế giới như quý vị và anh chị em đang xem thấy đây chủ tịch ủy ban âu châu ursula von der leyen cho biết trên tài khoản twitter chính thức của mình hôm thứ năm cùng với một bức ảnh cho thấy cô ấy mặc một chiếc vishivanka hôm nay tôi kỷ niệm nền văn hóa ukraine phong phú và sôi động bằng cách mặc vishivanka vào mỗi thứ năm của tuần thứ ba của tháng năm mọi người mặc loại vải truyền thống này như một biểu hiện của sự thống nhất và bản sắc dân tộc trong những thời điểm khó khăn này chúng tôi sát cánh cùng những người bạn ukraine của chúng ta